Em có tưởng tượng ra cái người yêu mình giống một người nào cho nó cụ thể không? Giống Minh Hằng là được cho anh. Nếu mà nhà em có việc gì đó em nhanh lắm, làm nhanh lắm. Còn không có thôi, chậm rì. Bình thường cũng lười lắm. Dạ, chừng nào có việc thì em rất là nhanh. Mình đừng có nghĩ là bây giờ mình ba mấy tuổi, hai mấy tuổi rồi thôi, những cái trò mà vui chơi cứ để cho mấy đứa nhỏ chơi, mình đừng nghĩ như vậy. Mình cứ chơi hết mình. Mình chơi đến khi mà không lết nổi nữa thì về. Trời ơi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ mình giới thiệu lớn lên về mình cho bạn gái bên kia nghe ha. Chào anh Tơ Quyền Linh, chị Nguyễn Cát Tường. Em tên là Nguyễn Khánh Hưng, năm nay 28 tuổi, quê ở Bến Tre, đang làm phòng kế toán. Em đang công tác và sinh sống tại Bà Rịa Vũng Tàu. Ở Bến Tre mà làm kế toán ở đâu? Dạ, ở Bà Rịa Vũng Tàu anh. Vũng Tàu luôn, từ Vũng Tàu vào đây luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cũng như mọi người trong trường quay. Em tên là Vi Thị Mỹ, hiện tại thì em 23 tuổi. Quê em ở Lạng Sơn, nhà gia đình em ở Đồng Nai và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Lạng Sơn, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bà Rịa, Vũng Tàu, cái gì mà nó tùm lum hết trơn vậy? Cụ thể là công việc như thế nào em? À dạ vâng, thì hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh tại công ty Yakun Việt Nam. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh của em thứ nhất là em khá là nhanh nhẹn. Đó là vậy. À, thứ hai là em thích dọn dẹp. À, tính của em thì khá là dễ gần và vui vẻ. À, em có những cái tài lẻ như là khi em có thể móc len chẳng hạn, bơi lội. Rồi khuyết điểm của mình là gì? À dạ, khuyết điểm của em thì nhiều khi lanh quá, đâm ra giống lanh chanh. Những người mà mới tiếp xúc với em thì người ta cho rằng là em là khá là khó gần. Em cảm thấy là em có một cái vài điểm hơi khó, ví dụ như là ăn uống hoặc là tính tình có thể là sáng nắng chiều mưa chưa ăn uống. Khó là khó là sao? Có một số loại rau em không ăn được, như là rau diếp cá chẳng hạn, em không ăn được. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình cho bạn gái nghe đi. Điểm mạnh của em là một người vui vẻ, hòa đồng. Đôi lúc thì em cũng hay tạo tiếng cười. Nếu mà nhà em có việc gì đó em nhanh lắm, làm nhanh lắm. Còn không có thôi, chậm rì. Bình thường cũng lười lắm. Dạ, chừng nào có việc thì em rất là nhanh. Điểm yếu nhất của em là gì? Hơi cầu toàn. Không biết là ví dụ nguyên nhân tại sao mà em ế không? Tính em hơi đàn ông xíu. Mấy bạn nữ bình thường hay đi shopping, đi dạo xung quanh á. Với bạn nữ mà rủ em đi thì em cũng nhiều khi em cũng đi cho có rồi. Hoặc là những lúc mà ăn uống với nhau á, tụ tập check in á, đặc biệt những cái đó em lại không thích lắm. Em có thể giảm tốc độ nói lại được không? Hình như bên đó nói hơi nhanh, bên đây thì hơi chậm. Tình trường em như thế nào? Rung động thì cũng khá nhiều. Nhưng mà em chỉ quen được một mối tình thôi, gọi là chính thức. Quen được chắc gần năm. Thì chia tay là do hồi đó em nghĩ là chắc là do em còn hơi nhỏ, gọi là suy nghĩ nó chưa có chín chắn. Mời bạn trai kể về tình trường. Em thì trải qua ba mối tình rồi, mà mối tình sâu đậm nhất là cách đây 5 năm. Lúc đó thì người yêu em cũng còn nhỏ, chị lúc còn đi học sinh viên á. Con nít quá hay ghen tuông á, em chịu không nổi. Mình có lăng nhăng gì không mà người ta ghen? Dạ không chị, em bạn bè bạn nữ thì bình thường thôi chứ đâu có gì đâu chị. À dạ anh ơi, em là em ghen lắm luôn đó nha. Yêu á thì nên ghen, nhưng mà ghen cái mức độ vừa phải. Bắt được bạn trai đó làm gì có lỗi với mình thì mình ghen. Trời ơi, bắt được còn chuyện gì để nói nè em. Có hiện tượng thôi chị chứ không phải là bắt gặp. Em mà về mà gặp cô vợ bên kia là coi như em là không có cửa cãi rồi đó. Kiểu đàn ông mà mới lú lú ra là mình thấy là mình phải ngắt nụ liền chứ mình để. Dạ đúng rồi. Bắt gặp mà bắt gặp vô khách sạn hay bắt gặp mà chở nhau đi xà nẹo rồi còn cái gì nữa, lúc đó về thì chia tay luôn chứ còn ghen chi nữa. Nghĩ sao đàn ông mà em đòi ngắt nụ? Ngắt nụ. Em nói cho anh biết đi, em tìm một người yêu như thế nào? Cao khoảng 1m55 trở lên, 10 cân đối, da trắng, tóc dài càng tốt, phụ nữ gia đình. Một người con gái hoàn hảo đó. Em có tưởng tượng ra cái người yêu mình giống một người nào cho nó cụ thể không? Giống Minh Hằng là được cho anh. Minh Hằng, em nói cho chị biết đi, em thích tìm mẫu người bạn trai như thế nào Minh Hằng? Thứ nhất là phải là người đàn ông nha. Chị cao bạn đó phải cao từ 1m7 đổ lên. Chở xuống được không? Bạn nam nó có nguyện về em mà đi nối chân không anh? Trời, bỏ em khó bỏ qua đi cưng. Thứ hai là bạn đó là đen cũng được, trắng được không sao cả. Rồi nói chung là đặc biệt là phải mắt 2 mí nha. Tại em mắt 2 mí và em muốn sau này con của em cũng phải 2 mí luôn. Mí đậu mí bay được không? Cái cách mà bạn đó đi đứng nó phải nhã nhặn xíu. Nhanh quá không thích, kiểu như là sống vội quá đó. Bởi vì em là em sống vội quá rồi mà gặp bạn nó sống vội nữa thì chắc là chết á. Ăn mặc bình thường thôi, đừng có lè lẹt quá. Vậy thôi đó hả? Rồi có mẫu người lý tưởng như thế nào không? Tầm tầm như anh Lam Trường được rồi. Rồi để coi hồi coi Minh Hằng ở Lam Trường nha. Rồi rồi có điều gì em không thích ở người đàn ông? Quá gia trưởng, vơ đũa cả nắm.
Ý là bà cứ nói là mà đàn bà mấy cô cứ như này như kia. Em không thích người ta nói như vậy. Lành quá à. Tôi nghe tôi phải qua liền là sao, muốn sao nữa. Chịu khó cùng em làm những công việc chung trong gia đình chẳng hạn. Đừng để em ngồi một mình. Lắng nghe một chút xíu. Bên đây nghe thoải mái luôn. Bởi vì tính em rất là nóng. Nhiều khi em nóng nên em sẽ rất là nổi điên. Và bạn đó mà em nói, bạn đó cũng nói, em nói bạn đó cũng nói rồi. Em nổi điên rồi em làm gì người ta? Em nghĩ là mức độ cao nhất thì em sẽ đập đồ. Xưa giờ đập gì rồi? Dạ đập về chắc là bẻ vài cái ly với cái chén thôi. Trời ơi. Còn lúc đó là mình nóng quá rồi. Bạn bên đây hơi nhẹ nhàng đấy nha. Chết rồi, chị chịu nổi em không trời? Ừ, nhẹ nhàng mới chịu nổi em chứ nếu người sốc nổi cũng khó chịu nổi em lắm á. Dễ thương, năng động, nóng tính, đập đồ. Thôi. Chào em. Chào chị Cái Tường. Em có món quà quê, đặc sản Bến Tre. Chưa có nói gì hết trơn, cho ăn kẹo ngọt rồi sao mà nói được. Chị có gì nói vài lời ngọt ngọt giúp em. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Em tặng anh cảm ơn em nhiều. Gì khép nép quá vậy? Men không? Quá men luôn chị. Trời, lông mày sắc lẻm luôn ha. Này chắc có tém lông mày nè. Đâu có chị. Tự nhiên dạ. Mắt hai mí to nha bên kia, mũi to. Được, răng đẹp, tóc nhiều, đẹp. Nhiều cái to nữa mà. Hình như là bậy cái đó chưa biết. Cao mét mấy em? Cao mét 66. À, nhưng mà tướng người vừa phải. Được. Em không thích gì ở phụ nữ? Đập đồ. Có tính là ghen gì quá chị? Vô cớ này nọ không vô có. Vô cớ đánh người. Gặp bạn bình thường thôi mà vô rồi hỏi này nọ, hỏi han thì em thấy ghen gì quá. Có gì về nhà đó rồi hai người nói. Thì nhà quýnh nhau cũng được đúng không? Ở ngoài đường thì thí dụ đừng cho người ta biết. Ừ, đừng có làm mất mặt nhau gì. Đóng cửa dài nhau đó. Ừ, đóng cửa bên đây hiền lắm. Đập. Hai bạn này hơi ngược. Bên đây nữ thì hơi men mà bên đây nam thì hơi yếu. Đó, nó khổ. Yếu gì sao biết yếu? Yếu là yếu về gọi là nó không có mạnh á. Sao biết không mạnh? Trời ơi. Coi thường đàn trai à. Chưa biết ai mạnh hơn ai rồi nha. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, cho hai người gặp mặt nha. Hôm nay em đi với ai? À dạ em đi với bạn em ạ. Em chào chị Cát Tường, em chào chị em chào anh Quyền Linh. Chào chị Quyền Linh đúng không? Em là đồng nghiệp của Mỹ. Tính của nó là nó hay nhận bản thân nó không tốt. Nhưng thật ra khi tiếp xúc với Mỹ rồi thì mới biết Mỹ nó là người sống tình cảm lắm. Nó đập đồ xong mà nó sống tình cảm cũng được. Nếu mà anh có dịp tiếp xúc với Mỹ nhiều á, bên ngoài nó lanh chanh vậy thôi, nhưng mà con người của nó quan tâm anh một cách rất là tinh tế chứ không phải như vậy đâu. Thì em nghĩ độ tuổi của anh chắc là quen cũng là nghiêm túc rồi đúng không anh? Đúng rồi. Anh nghiêm túc không anh? Quá nghiêm túc. Dạ. Mỹ bình thường nó hay nói nhiều, lỡ mà nói nhiều á thì anh ít nói lại. Anh ngồi nghe không hả? Ngồi nghe. Em thấy là giống như là bù trừ cho nhau vậy chị. Bạn nói nhiều, anh nói ít. Anh kiên nhẫn. Lửa với nước đúng không? Dạ đúng rồi. À, bên đập bên dọn. Em rất là hy vọng vào cặp đôi này. Rồi, anh trai đi với ai anh trai? Dạ đi đến chương trình thì có trưởng phòng em, hai đứa em và các anh chị đồng nghiệp. Thì lời đầu tiên thì anh cũng chỉ nói với cả em gái này. Hưng ấy hiền lắm. Bạn ấy rất là men thì mỗi cái là đứng trước phụ nữ ấy thì bạn ấy là hơi nhát. Với em gái bên này thì là thực sự anh thấy em là cực kỳ lanh. Bạn Hưng thì không nói nhiều, bạn ấy sâu sắc á. Anh cũng hy vọng là hai em ấy gặp nhau trực tiếp ấy sẽ có thời gian gần gũi nhau hơn, tìm hiểu tâm tư trực tiếp với nhau thì nó rõ hơn. Về quy luật bù trừ thì hai em là thực sự là khá là tuyệt vời. Em tiết chế một chút và Hưng thì luôn lắng nghe. Một đôi là khá là đẹp. Rồi, bây giờ quan trọng là hai bạn mở màn lên xem có bù trừ gì được không nha. Sợ quá. Kéo màn lên. Trời ơi, cái gì đâu sợ, kéo màn lên nào. Gặp nhau là ôm hôn thống thiết liền nha. Đó, không gian này là của hai bạn. Lần đầu hai bạn gặp nhau đấy. À, rồi, thì em cũng có món quà bên cạnh. Rồi, cảm ơn. Bạn trai mở quà coi quà bạn nữ là cái gì, nhiều khi người ta móc cái gì người ta tặng cho mình đó. Anh cho mở quà được không? Vậy rồi. Gì vậy em? Dạ là một cuốn sách Đàn ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Đàn ông hay là ông? Dạ ông. Em thêm chữ đàn nữa cho nó mạnh mẽ. À, dạ cái cuốn sách này nó rất là hay, nó là cuộc thơ lưu của một ông già. Dù ông đã là 100 tuổi rồi nhưng ông vẫn
vẫn là sống theo cái niềm đam mê của mình, đi đâu đi đó. Và em nghĩ là mình cũng nên như vậy. Mình đừng có nghĩ là bây giờ mình ba mấy tuổi, hai mấy tuổi rồi thôi, những cái trò mà vui chơi cứ để cho mấy đứa nhỏ chơi, mình đừng nghĩ như vậy. Mình cứ chơi hết mình. Mình chơi đến khi mà không lết nổi nó thì về. Trời ơi. Ủa không có tặng đồ móc hả? À dạ có. Dạ có. Ủa, xong đem ra giới thiệu. Trời ơi. Dạ có một cái nón rất là dễ thương. Ờ dạ dạ ơi. không dễ thương rồi. Nó cũng bình thường thôi. Không cũng được à. À dạ cũng bình thường thôi. Thôi. Ê Nguyên ơi, ê hợp rồi nha. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp em luôn. Em phải ngồi về mới ấn tượng nè. Đồ bạn gái móc. Mặt này là đi Đà Lạt là sướng lắm. Đúng rồi, mặt gì giống Lan Điệp luôn. Là... em đi làm là giờ hành chánh. À vâng ạ, nhiều khi có tăng ca nữa. Tăng ca khoảng như mấy giờ? Dạ nếu mà sớm thì 6 rưỡi, còn trễ có thể lên tới 8 giờ. Em có hết đi phượt không? Đi phượt á, dạ vâng, em nghĩ là đó là cái ước mơ của em. Còn 2 phút đó nói chuyện tình yêu đi. Anh thấy em dễ thương. Anh có một số câu hỏi á, em trả lời giúp anh nhé. À dạ vâng. Trời ơi. Trời hái hoa dân chủ hả? Cứ để anh đây, em có thể anh mở ra và đọc cho mọi người và trả lời giúp anh nhé. À, nếu có người nói yêu em ngay từ lúc đầu gặp mặt thì điền vô đi em. Yêu luôn. Yêu luôn. Em cảm thấy bị gầy gầy sao? Nếu anh nói anh đã sẵn sàng làm người yêu của em rồi thì điền vô, điền vô. Thì sao? Rồi, bấm nút. Thấy chưa? Rồi nói luôn, hơi thở của anh là của em. Bãi bãi thôi. Của cậu là của em. Rồi. Nói đi. Làm luôn. Giống như những câu hỏi vậy á, anh là một bên, em một bên, thì anh muốn anh với em gáp với nhau thành một câu hoàn chỉnh. Dạ vâng. Để thể hiện cái tấm lòng của anh thì anh xin tặng em và quý vị khán giả một bài hát. Lòng anh đã chót yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu nên lời. Thật khó quản. Trời ơi, nó rung hay sao á. Bây giờ anh thấy là chịu đèn rồi đó. Giờ trong lòng em sao? Em đang như thế nào? Tim đập mạnh hay sao? Nghĩ gì về cô gái ở phía trước? Đoạn đường sau này đi thì sẽ có em đi cùng với anh. Chỉ vậy thôi hả? Vậy còn đòi gì nữa? Nhà cửa xe hơi gì của anh đó. Có cơ hội thì anh sẽ mời em về quê anh. Vùng quê miền Tây, ở Bến Tre. Kẹo dừa này là của em. Để anh thử hướng đặc sản với anh, quê anh. Rồi anh xin chặn em. Rồi hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 tiếng đếm, bấm nút là trao duyên cho một người đối diện, chứ không phải bấm nút như là cái ghế bình thường. Bao nhiêu cặp ở đây bấm nút họ đã cưới nhau, họ đã sinh con đẻ cái rồi. Thành ra các bạn nếu không thích, chúng ta cũng không nên bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Hãy nắm tay nhau nào. Có đội nón len lên không? Không, anh, không, đội lên, anh thích đội lên. Đây nè, đây nè. Để biết được tác phẩm của em chứ. Đó, quà của bạn gái, đẹp quá. Hay quà của bạn trai. Rồi, nắm tay, đừng có buông tay ra. Đây là những món quà dành cho em. Anh vẫn thích cái nón hơn. Đây, dễ thương quá chàng trai, dễ thương quá. Có đập ly, đập chén nữa nha em. Em phải giữ lấy chàng trai này nha. Cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi. Ông mai bà mối tiếp tục tiến đến cặp đôi thứ hai. Tết mình đều là... Trời ơi. Trần Tiến có bài hát Chiếc vòng cầu hôn đó. Đúng. Cái này dễ mất lòng lắm á. Giống như mới vừa gặp Ngọc Lan. Nói... Sao chị mập quá vậy? Thì xấu quá. Mạnh mẽ lên. Đã. Mạnh mẽ như cái sự quyết liệt của mình vậy đó. Nắm tay em gái nào. Trời ơi, đừng có bắt tay nhau. Tôi khổ quá. Để cái tay, hai cái tay vô luôn. Mời nhà trai. Thôi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào cô gái. Bây giờ mình giới thiệu về mình lớn lên cho nhà gái nghe nè. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ và chào quý vị khán giả. Em tên là Quang Đạt, năm nay 33 tuổi, quê ở Quảng Ngãi. Hiện em làm ở Tây Ninh làm bên văn phòng. Và em cũng mới vừa chuyển lên đó cách đây khoảng 2 ngày.
2 ngày. Đạt làm gì trên Tây Ninh Đạt? Dạ em làm kế toán. Rồi mình ở Tây Ninh có một mình hả? Dạ ở đó là ở công ty với mấy anh em trên đó luôn. Mời nhà gái. Dạ nhà gái giới thiệu cho mình nha. Dạ chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan và chào khán giả trường quay. Và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Kiều, sinh 1990, quê quán em ở Đà Nẵng. Cùng khúc ruột miền Trung ha. Kiều làm gì Kiều? Dạ em làm công việc bán thuốc anh. Từ Đà Nẵng vô đây hả? Dạ. Rồi thôi chuyển kế toán về Đà Nẵng thôi. Rồi mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình luôn đi Kiều. Dạ ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. À, còn khuyết điểm là tính em hơi ngang bướng. Nhà trai thì sao? Dạ, ưu điểm của em thì là biết nấu ăn. Nhược điểm của em là ít nói và không uống được rượu bia. Uống là chỉ có một lon, lon là sai. Vậy là ưu điểm với nhược điểm gì? Không làm làm nghề em mà không uống được là nhược điểm. Đâu có, nói thì thôi chứ giờ cũng đâu phải rượu bắt khả ép. Nên là không có sao đâu. Là hồi xưa là em cũng học ngoài Đà Nẵng, học ngoài đó 4 năm. Rồi sau đó thì cũng mới đi làm trong này. Biết đâu tuần sau dọn về Đà Nẵng thì sao đúng không? Dạ, cái đó thì đối với em là không vấn đề. Bởi vì quan điểm của em đó thì đầu tiên là gia đình, công việc. Công việc của mình thì chủ yếu là để mình có thu nhập để lo cho gia đình. À, bây giờ thì mình nói về đường tình duyên đi. Thực chất tới nay thì nếu nói về chính thức em cũng chưa có mối tình chính thức nào kiểu là một là mình đơn phương người ta hoặc là người ta đơn phương mình. Bên đây chưa có mối tình dắt dai nào hết, chỉ có đơn phương qua lại thôi đó. Nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình quen xa sau đó không thành. Dạ. Mà quen lâu chưa? Dạ em quen 1 năm. Bên đây cũng đơn giản lắm, quen 1 năm mà tại yêu xa nên không tới được. Chào nhà trai. Chào chị. Bây giờ sao nè, giờ mình mong muốn có bạn gái như thế nào nè? Thì em mong muốn bạn gái đó thì kiểu như chín chắn xíu, biết lo gia đình, còn nhiều lúc nắng mưa một xíu cũng không sao. Trong tình yêu mà hoặc trong gia đình thì phải có lúc này lúc kia. Đâu thể lúc nào em nó cũng suôn sẻ được đâu. Trời chín chắn dữ vậy đó hả? Biết lo cho gia đình được, Bởi vì em cũng có tính là nhiều lúc là em không có giữ trong làm có gì em nói mình nói đâu là sao. Xong rồi nhiều lúc nói không suy nghĩ, nhiều lúc nói cũng hơi mất lòng. Nói không suy nghĩ cứ mở miệng nói. Cái này là mệt lắm á. Đúng. Cái này dễ mất lòng lắm á. Giống như mới vừa gặp Ngọc Lan. Nói... Sao chị mập quá vậy? Thì xấu quá. Không, mấy cái đó thì không. Nhưng mà nhiều không lúc đơn giản á. Ví dụ đơn giản với nhau thì nhiều lúc nói. Cho nên là em phải cần có một người thật sự là hiểu cái tính cách của em. Thì mới có thể... vui đùa cùng với lại cái sự vui đùa của em. Nhiều khi mình đùa mà người ta không hiểu, cái đó nó cũng khó lắm. Yeah. Mình có cái hình mẫu nào không? Dạ yeah, thì nói về cái hình mẫu á, thì cái yêu cầu của em á, thì bạn nữ thì gọi là mẫu hình là không quá xấu là được. Và chủ yếu là em quan tâm cái tính cách. Ờ, rồi. Không có cô gái nào xấu hết trơn. Đúng, cô gái của chị rất... Chị có quá xấu ý à? Không biết làm đẹp thôi. Chào em gái. Bây giờ mình muốn có một người yêu lý tưởng, một mẫu hình như thế nào? Nói chung em cũng không có mẫu hình lý tưởng gì. Chỉ không cần có. Yêu thương chân thành. Yêu là được. Hiểu quan tâm là được. Bên kia chỉ cần chăm sóc gia đình là được. Lo cho gia đình là được. Bên đây cũng vậy thôi đúng không? Hai bạn này đơn giản quá ha. Đơn giản vậy thôi. Người thân mình đi với ai cưng? Đi với bạn. Xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Trước hết là em là bạn của anh Đạt ạ. Thì anh Đạt là một người rất là nhiệt tình và rất là tốt bụng. Anh xin nhận xét về chị gái bên đây. Thì chị bên đây là người, theo em nhìn đó, là chị ấy là người rất là mẫu người của gia đình. Chị ấy nhìn rất là chững chạc. Em nghĩ là sẽ hợp với anh Đạt. Thì em mong hai người sẽ bấm nút và dành cơ hội cho nhau để tìm hiểu nhau nhiều hơn ạ. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn em trai. Cảm ơn. Kiều đi với ai? Dạ em đi với chị và bà. À chị hả? Chào chị. Thì theo như qua trao đổi và nói chuyện nãy giờ thì thấy bạn trai bên đây cũng được Kiều. Thì em cứ cho bạn đó một cơ hội để tụi em tìm hiểu nhiều hơn. Tại vì bà em gái của em thì cái tính cũng hơi ngang. Ngang. Nên đâm ra là có gì thì tụi em cứ tìm hiểu nhau để là có gì nếu mà có cơ hội thì mình tới với nhau. Dạ cảm ơn chị. Mở ra. Rồi tấn công đi chàng trai. Có món quà mình tặng bạn. Tết mình đeo lên. Trời ơi. Trần Tiến có bài hát Chiếc vòng cầu hôn đó.
vòng tay cầu hôn tình yêu của anh. Trùng dữ vậy. Thôi quá. Cái nhận quà em ơi, nhận quà em ơi. Cảm ơn. Chào anh thấy em thế nào? Hơn mong đợi. Hơn mong đợi là sao anh? Qua cái trao đổi và cái thông tin á thì thấy cũng ổn, cái tính thì nói ngon xíu thì không sao, thì nhiều lúc mình cũng nhịn, nhưng mà nhiều lúc nhịn đó thì mình sẽ chọn là im lặng. Đà Nẵng là bọn ở quận nào? Dạ em ở quận Thanh Khê. Hồi xưa mình học cũng ở đó. Là trừ anh sinh sống và làm ở đây luôn à? Sinh sống làm ở đây thì mới vừa lên Tây Ninh cách đây ngày 29. Bạn ấy đi bôn ba khắp nơi luôn á. Em đi cũng khá nhiều rồi, từ Huế mà tới Cà Mau hầu như tỉnh nào em cũng đi rồi. Cho nên nhiều lúc làm đi miết, cho nên bây giờ cũng muốn ổn định một chỗ. Rồi bây giờ hai bạn tính chuyện hẹn hò như thế nào nè? Nếu như mà được đó, thì hiện tại đó, thì em có thể sắp xếp cuối tuần em ra đó. Có thể là một tuần hoặc hai tuần ra một lần đó. Rồi giờ bạn nữ thấy vậy, bạn nữ có ý kiến gì không? Anh nói cái này để cho các bạn tự tin xíu nè. Ở trong chương trình này có những cặp đôi là người ở miền Tây, người ở Đà Nẵng, nhưng chỉ cần trong vòng một tháng thôi là họ đăng ký kết hôn luôn. Nói các bạn tự tin, thật ra cái khoảng đường nó không xa gì. Biết đâu chúng ta hiểu được nhau, yêu nhau là không có gì trắc trở hết trơn. Với bạn này á, thật ra bạn đi cũng rất là nhiều nơi, bạn thay đổi công việc kế toán cũng không có khó gì đối với bạn ấy. Em thấy thì sao? Chắc là mới gặp nên cũng chưa hiểu rõ là sâu lắm. Nói chung là quen xa nên em cũng hơi ngại. Ta hơi ngại vấn đề hơi xa đó, là em có tấn công quyết liệt không? Quyết định á thì ngay liền không được, nhưng mà sau một hai tháng thì em có thể chuyển ra Đà Nẵng. Thấy chưa? Dạ. Sau một vài tháng thôi nó chuyển ra Đà Nẵng luôn. Một hai tháng thôi, không xa đâu. Nếu như ngày hôm nay các bạn quyết định cho nhau cơ hội, chị nghĩ là các bạn nên cho nhau cơ hội đi. Chàng trai này quyết liệt lắm. Bạn đó. Bạn rất là quyết liệt luôn đó. Bây giờ mình tạo giao lưu cảm xúc xíu nào. Mà em trai đứng lên. Mạnh mẽ lên. Đã. Mạnh mẽ như cái sự quyết liệt của mình vậy đó. Nắm tay em gái nào. Trời ơi, đừng có bắt tay nhau. Tôi khổ quá. Để cái tay, hai cái tay vô luôn. Đó, rồi. Cái nắm gì nè. Đó. Chặt vô, nắm chặt vô. Trời ơi. Lần đầu em trai tôi chưa có biết yêu. Còn zin luôn á. Còn. Thấy chưa? Gật nhẹ quá, không tự tin. Gật mạnh lên là còn không? Thấy chưa? Nhà em thấy cảm xúc thế nào với người đối diện? Em cứ nói hết rồi, nói lớn lên, mạnh mẽ lên nào. Nếu mà em cho anh cơ hội thì anh sẽ cố gắng hết mình. Nói chung quan điểm sống của anh là khi mình làm gì là mình sẽ làm hết mình, để sau này mình sẽ không hối tiếc và không hối hận. Và khi cái gì nó đã qua đó thì qua, không bao giờ mình nhìn lại. Bởi vì sống là sống cho hiện tại, mình sống tốt hiện tại thì mình quá khứ mình nhìn lại nó sẽ thấy tốt. Và cái tương lai cái hiện tại có nghĩa là cái tương lai của ngày hôm qua. Tốt quá. Hát tặng bài luôn. Không cần biết em ai? Là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mây ngàn biển rộng, ta yêu em không quan tâm ngày tặng, yêu em vì chỉ biết đó là em. Hai bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Tôi lo cái cô này dễ sợ luôn vậy đó. Nắm tay nào, chính thức mình hẹn hò. Anh chị nắm tay là anh trai. Đấy, hết để vô. Chưa có yêu lần nào nắm chặt vô. Không có buông nhau nha. Chương trình tặng quà cho hai em. Đừng buông tay ra nha, nắm chặt về quà nha. Quà của bạn gái giữ lấy. Rồi xuống dưới cất quà xong nắm tay bạn gái tiếp nha. Đừng buông tay ra nha. Nhớ cố gắng hết sức mình về Đà Nẵng càng sớm càng tốt nha em trai. Yeah. Nhanh nhanh báo tin vui cho chị Lan với anh Quyền Linh nha. Yeah. Chúc hai em hạnh phúc nha. Yeah, em cảm ơn. Mời hai em. Nói thật với bạn là mình có thích đi du lịch bụi. Mình đi cũng tương đối nhiều nhưng mà hầu hết đi một mình. Thì mình mong là qua chương trình này mình sẽ có được bạn đồng hành với mình trên mọi chuyến đi sắp tới. À, vậy là hay quá rồi. Hay quá. Khi mở ra nhìn anh rồi em cảm thấy lăng là anh đúng là gu của em ạ. Đúng gu hả? Thật ra thì đối với em á, cái vấn đề mà người ta có một qua một đời đò á
thì em nghĩ là người ta sẽ có gìn giữ nhiều hơn cho cái mối quan hệ lần sau. Thì em nghĩ đó là một cái nó cũng rất là tốt, cho nó không có cái vấn đề gì cả gọi là ngăn cản giữa cái chuyện vấn đề tình cảm của em cả. Mời nhà gái. Chào cô gái. Mời em ngồi. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em. Dạ em chào chị Ngọc Lan. Em chào anh Cường Linh. Em chào tất cả khán giả đang có mặt tại trường quay hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Ngân. Năm nay em 31 tuổi. Quê quán của em tại Thừa Thiên Huế. Và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mời em trai. Dạ em chào Nam Siêu Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Em chào toàn thể quý vị khán giả cũng như là bạn nữ kế bên. Thì em tên là Nguyễn Thế Vinh. Hiện em đang 29 tuổi. Em đang làm thủ kho ở công ty NTK Việt Nam. Em quê ở đâu em? Em ở Tiền Giang. Tiền Giang hả? Dạ. Hiện em đang sống ở quận mấy? Dạ hiện em đang sống ở quận Gò Vấp. Sống với ai? Dạ em sống với gia đình. Gia đình em ở trên đây luôn hả? Dạ có. Chúng ta có ưu điểm, khuyết điểm gì nào? Dạ ưu điểm của em nói về sở trường thì em biết nấu ăn. Em có thể nấu tất cả các cái món ăn chính trong gia đình và có thể là một cái mâm cỗ nhỏ nhỏ. Với thứ hai đó là tính cách của em khá là hòa đồng, vui vẻ. Và nhiều người nói rằng em cười rất là duyên nên điểm mạnh của em đó là thích cười ạ. Em thích nuôi chó, nuôi thú cưng á. Như người ta hay nói thế nào, bồ thì không có nhưng mà chó phải có một con. Nhưng mà riêng em không chỉ một con, em có tận hai con ạ. Thế là em đem bạn này theo rồi còn một bạn nữa ăn trong. Bạn ấy tự chăm lo cho bạn thân mình được ạ. Có khuyết điểm gì không em? Khuyết điểm của em đó là em hay bị quên ạ. Kiểu như là lâu lâu não của em nó đi đâu á, cái em quên mất tiêu là em cần làm cái gì á. Với lại là em bị mù đường ạ. Khuyết điểm nó không lớn đâu em, hình như ai cũng bị cái đó trơn á. Dạ. Giờ nó có cái bản đồ thì không có lo ha. Dạ. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là em không rượu bia, nhẹ nhạt, em cũng không hút thuốc. Trong cuộc sống thì em là một người luôn hòa đồng với tất cả các bạn. Còn về công việc thì em là một người rất là lanh. Nghĩa là buổi sáng thì giới thiệu em vào thì tới buổi chiều là em biết hết công ty rồi. Thì với cái tính cách của em như vậy cho nên là em mới có một cái nhược điểm là em kiểu là em dễ gần cho nên là em mới cũng nhẹ dạ cả tin. Kiểu mọi người nói nhiều khi giận giật em cũng tử thiệt, em phải nóng tánh. Nghĩa là trong công việc đó thì nhiều khi nó có một cái áp lực tương đối về những con số thì nhiều khi em không kiềm chế được. Bạn nữ ơi. Vâng ạ. Nãy mình có nghe bạn bảo là bạn thích nuôi chó đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Cái đó mình thấy bạn giống mình đó. Với lại mình cũng có nghe bảo là bạn thích đi phượt. Đúng rồi. Nói thật với bạn là mình có sở thích đi du lịch bụi, mình đi cũng tương đối nhiều nhưng mà hầu hết đi một mình. Thì mình mong là qua chương trình này mình sẽ có được bạn đồng hành với mình trên mọi chuyến đi sắp tới. Rồi, vậy là hay quá rồi. Hay quá. Cái này thì cùng điểm chung luôn ạ. Mình cũng đi phượt, đi chơi, đi du lịch, đi Hà Nội hay đi đâu đó thì toàn cũng đi một mình thôi. Nên bây giờ em cũng rất cần một người cùng bay với em từ Sài Gòn đi đến đây đến đó, cùng nắm tay em và đi kiểu chu du khắp mọi nơi ạ. Hai đứa muốn mở rào ra bấm nút liền đúng không? Hai mở rào bấm nút giống nhau quá rồi đi nha. Bây giờ như mà trước khi mở rào mình nói chút xíu đường tình duyên mình đi em gái. Đường tình duyên của em á thì em có hai mối tình. Nhưng mà có một mối tình nó kéo dài 5 năm. Tính ra thì bọn em yêu nhau mà yêu thương xa chị. Hồi sinh viên thì em học ở Huế, xong người kia thì học ở Đà Nẵng. Thì cứ đi vô đi ra, đi vô đi ra thôi, chứ cũng không có gặp nhiều nên tình cảm nó kiểu như rất là màu hồng luôn. Thì sau khi em ra trường thì em kiểu như là theo tiếng gọi con tim thì em vào Đà Nẵng làm việc. Thì hồi vào Đà Nẵng làm việc thì hai đứa ở gần nhau thì bắt đầu hiểu về nhau á. Thì giờ bắt đầu xảy ra một cái xích mích. Vậy lại hồi đó bọn em cũng còn rất là nhỏ, nó rất là bồng bột nữa, mỗi người cũng có một cái tôi riêng á. Rồi bạn đi một thời gian thì bạn ấy có người thứ ba dang chân vào cuộc tình của hai đứa. Rồi chia tay. Dạ, cũng chia tay rồi cũng có cho nhau cơ hội để quay lại với nhau. Rồi chia tay tiếp. Dạ đúng rồi. Thì cái thời điểm mà người thứ ba xuất hiện á, kiểu như em bị sốc toàn tập luôn. Một mình em con gái nhưng mà em phải bỏ gia đình của em. Em vào Đà Nẵng chỉ có một người thân duy nhất là người yêu của em thôi. Trong vòng 10 ngày thôi nhưng mà em xuống tới 5kg.
Có nghĩa là em cực kỳ buồn, em cực kỳ bị tổn thương luôn. Rồi mối tình sâu đậm mà căng thẳng rồi đau khổ. Mối tình đầu. Mối tình đầu. Dạ, mối tình đầu. Còn em trai. Dạ. Tình duyên mình sao nè? Em đã ly hôn với vợ. Ừ. Dạ. Ở nhau mấy năm? Dạ, ở với nhau được 3 năm. 3 năm có cháu nào? Dạ, hiện thì em không có cháu nào. Thì cái khoảng thời gian mà tụi em có ý định có cháu thì bị Covid nó đánh vào kinh tế tương đối nhiều. Cho nên là lúc đó tụi em mới quyết định ngưng lại. 3 năm rồi không có con được, tại sao chia tay? Dạ, cái lý do chia tay ở đây thì bạn rất là cứng. Nghĩa là tại vì sau cái dịch Covid đó, thì tụi em không có ở riêng được, về bên nhà mẹ vợ ở. Thì em về đó em ở thì em là một người rất là hòa đồng, nghĩa là em có thể nói chuyện bình thường với tất cả mọi người. Nhưng mà nhìn chung thì kiểu nó bị khớp, cho nên là có những cái mâu thuẫn mà tụi em không có ngồi xuống để giải quyết được. Mà cứ mỗi lần muốn giải quyết thì lại đem tờ đơn ly dị ra để nói chuyện. Ly dị bao lâu rồi? Dạ, ly dị cũng được hơn 5 rồi. Hơn 5 rồi hả? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ thế thì em mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Đầu tiên về ngoại hình á, thì em cần một người bạn trai cao, cao hơn em. Ừ. Có thể cao hơn 1m7 thì càng tốt. Chờ chị một chút. Em mét mấy? Em gái? Dạ em chỉ cao 1m53 thôi ạ. Rồi yên tâm hơn. Chào chàng trai. Dạ em chào chị. Rồi sẽ em 1m7. Thứ hai là biết chơi thể thao, thì chơi một con thể thao nào đó, ví dụ như là chạy bộ, cầu lông, bơi lội gì đó. Chàng trai chơi môn gì? Dạ em chơi đá bóng với đá cầu. Nhảy dây. Dạ, nhảy dây cũng có mà để làm nóng chị. Đá bóng là được rồi ạ. Và một cái nữa đó là một người đàn ông có kiểu như bản lĩnh, có trách nhiệm với gia đình, còn với cuộc sống, và có lý tưởng và mục tiêu sống. Ừ. Bây giờ em muốn một người bạn đồng hành như thế nào? Em mong muốn là có một bạn nữ cũng ưa nhìn, tính cách thì cũng hòa đồng và yêu thích vật nuôi giống như em. Dạ, đi phượt cũng giống như em, và cũng em cũng muốn là bạn ấy chịu khó chia sẻ. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với chị đồng nghiệp của em. Dạ. Rồi, mời chị có ý kiến chút xíu nào. Em chào anh Huyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Và mọi người trong chương trình ngày hôm nay ạ. Em xin cảm ơn chương trình và Muốn Hẹn Hò đã mở cánh cửa hạnh phúc cho đôi lứa. Chị thấy bạn gái này dễ thương á, đầm thắm. Ok, hợp với em, bấm like đi nha. Ok. Rồi mình đi với ai? Em đi với chị gái của em ạ. Chào chị. Em chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan. Em là chị Bé Ngân. Nói chung là nhìn bạn trai bên đây, khuôn mặt thì hiền, phúc hậu, hợp với em á. Thì theo như chị là hai đứa tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu được thì mình sẽ tiến xa hơn. Dạ. Dạ, em xin hết. Nói chung là hai đứa mở rào là nhấn kèn thôi. Thôi. Rồi, mở rào. Thoải mái lên nào. Chuẩn bị đi em. Công việc bây giờ là của em đó. Bước qua luôn. Để em mong rồi. Anh bạn em không có bông màu tím. Anh mong là tình cảm của tụi mình nó sẽ luôn nào cũng như màu tím một mơ. Ôi, dễ thương quá. Cảm ơn ạ. Ừ. Thì em đặt tặng anh một cái sản phẩm thì có thể anh có thể ngủ ngon hơn, cũng như có tinh thần thoải mái hơn trong công việc của mình. Ok. Dạ, em gửi tặng anh ạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi, về ghế đi các bạn. Không biết là khi mở rào rồi em nhìn anh thì em có em tưởng như thế nào? Khi mở ra nhìn anh thì anh cảm thấy lăng là anh đúng là gu của em ạ. Đúng gu hả? Đúng rồi. Tại vì anh đã qua một cuộc ly hôn rồi á, thì không biết là em có cảm thấy ngại ngùng gì trong cái chuyện tình cảm không? Thật ra thì đối với em á, cái vấn đề mà người ta có một qua một đời đó thì em nghĩ là người ta sẽ có gìn giữ nhiều hơn cho cái mối quan hệ lần sau. Thì em nghĩ đó là một cái nó cũng rất là tốt, chứ nó không có cái vấn đề gì cả gọi là ngăn cản giữa cái chuyện vấn đề tình cảm của em cả. Thì cho em hỏi là em không thích một người đàn ông mà kiểu như là độc đoán này và là gia trưởng này, thì không biết anh có như vậy không? Độc đoán và gia trưởng thì anh không có dính vào đấy. Khi mà thương thì anh rất là thương, anh luôn tôn trọng ý kiến của bạn nữ, nên là em cứ yên tâm là anh không độc đoán cũng không gia trưởng. Nếu như mình thành đôi thì anh mong là chúng mình chia sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống. Thí dụ như bây giờ cô ấy dặn em cho chó ăn, tắm rửa cho chó, dẫn chó đi chích, mua đồ cho chó, nhưng bữa vì quá nhiều công việc em quên mất tiêu luôn. Về cô thấy con chó chưa được ăn uống gì hết, mặt nó như chó già vậy đó, cũng nóng lên, cũng làm tùm lum hết trơn á. Lúc em xử sự sao?
ngay từ đầu là em đã không làm được là em đã sai rồi. Nhưng mà nếu em cố gắng em nói lại nữa thì em đã sai lại càng sai. Thế cho nên là mình thay vì mình cố gắng mình bào chữa thì mình nên nhận lỗi của mình và mình cải thiện nó tốt hơn ở những lần sau. Ấm chó đi tắm, cắt lòng mũi, cắt con chân. Thì có thể mình không làm tốt bằng thợ ở ngoài, thì nhiều khi giờ đó thợ nó nghỉ rồi, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình làm với cái mức mình có thể đặt ra. Đó, giờ là một sự chịu đựng gọi là tốt nhất có thể rồi. Không phải là chịu đựng mà là bạn này biết bạn này sai. Nhưng nhiều khi tôi biết sai mà tôi không... Thì giống như mà... Chuyện con chó là chuyện con chó. Chuyện tôi làm ăn không lo, lo chuyện con chó. Ví dụ như tôi cãi vừa rồi sao? Điều một là vợ luôn luôn đúng, điều hai là nhưng mà sai coi lại điều một. Có ý chí chịu đựng mà nó nói vậy thôi chứ người ta bận chuyện như nên người ta mới không làm. Đừng chửi người ta nghe. Thằng em không có tính chửi đâu. Tôi giờ tôi thấy con chó này tùm lum hết trơn, tôi bực mình nữa. Không, anh giận với nó vui lắm. Mình tập nó, mình nhiều lần nó. Thì em làm thì sao? Thì hốt nhiều lần. Có anh trai không? Dạ không, em có em trai. Được. Hai bạn tiếp tục câu chuyện của hai bạn đi. Tính này thấy được đó. Mình có thể rời con chó vài phút được không? Dạ được ạ. Rồi. Dạ em nghe chị nha. Đó. Bây giờ mình tắm nắm tay con người đi. Nào bước tới. Dạ. Hai người nắm tay nhau, nắm hai tay nhìn thẳng vô mắt nhau. Đó. Hát tặng nhau một bài nào đó. Vậy là em xin hát tặng em bài Em Gì Ơi. Này 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 là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi. Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông. Việc gì phải ôm buồn đau, riêng mình ta, riêng mình ta. Nụ cười là muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao. Trời cao núi xanh mây ngàn sao. Thôi được rồi. Chó nó la quá vậy ta. Nó đang hát mà nó la quá. Sợ má đi lấy chồng. Ừ. Rồi em gái có hát gì vừa tặng lại không? Ừ. Em hát tặng lại anh một bài. Đáng là có được la mà hát... đang hát mà nó la quá. Sau khi em hát xong bài này em hy vọng rằng anh nắm lấy tay em. Ừ. Bao lâu nay em quên mất tiêu rồi. Trời đất ơi, vậy sao nắm tay em được? Không vẫn nắm mà anh. Vẫn nắm hả? Thôi em không hát được không? Em quên mất tiêu. Thôi khỏi luôn đi. Thôi rung quá rồi, không sao đâu. Rồi, ok. Bây giờ em nói hết những... Hát tặng anh, sau này mình về với nhau. Rồi về okay. Nhau hát. Qua ẩm chó ra là quá. Rồi bây giờ về vị trí ngồi đi em. Dạ. À bây giờ đến lúc mà mình bấm nút thôi nha. Bạn trai là tôi gọi là khâm phục bạn ấy rồi đó. Những nhìn tất cả mọi thứ luôn. Miễn vợ mình yêu thương mình là được rồi em hả? Dạ đúng rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Nhiều người nói là trời ơi đếm 3 tiếng sao ta quyết định được. Nhưng mà đó là một thời gian dài các bạn đã trao đổi với nhau rồi. Có người thân nói chuyện với các bạn nữa. Rồi bây giờ mình đưa ra quyết định. 1 hay không là do các bạn. 2 3 Hết thời gian. Vừa có bạn trai vừa có con chó kế bên nữa. Dạ vâng ạ. Rồi đưa bạn trai giữ chó hồi cho nó khỏe đi. Nó rất là ngoan luôn ạ. Ngoan lắm. Nó hiền lắm luôn mềm. Tội nghiệp ghê không? Thích bạn này dễ sợ luôn á. Thì không trời có trai, ơi, không có anh trai. Nó liếm tùm lum tùm la kìa. Không bình thường mà anh. Trời ơi nó liếm vậy bình thường nó liếm vô mỏ kìa. Nhớ đánh răng rửa mặt cho nó nha. Không có quên đâu anh, quên bị la đó. Quên bị la. Rồi đây là những món quà dành gửi tặng các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Nhãn hàng Aquacilin xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquacilin lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquacilin lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo. Thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách. Mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng.
nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Bây giờ nói thì nói, trong tình yêu phải cố gắng dành thời gian chăm sóc nhau, cứ lo chăm sóc con chó hoài cũng không có tình yêu cũng không được đâu nha em gái. Dạ. Mà trong tình yêu mà có con chó này nó cũng theo hoài nó cũng mệt lắm á, hiểu không? Không có nói vui mà. Có nói vui đúng không? Chấp nhận có con chó luôn đúng không? Vậy là vừa phải lo cho người yêu mà vừa lo cho con chó đó. Thêm mấy con nữa lo cho con hả? Thêm mấy con nữa cũng được. Mấy con nữa mốt có con nữa đó, nổi không? Cần hết rồi. Cần hết luôn hả? Đúng rồi. Trời này nó quá được ta. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc. Dòng họ còn ai không? Rồi hai đứa đi xuống dưới kia tâm sự với sự chứng kiến của con chó này đi. Đây đây, còn quà này nữa nè. Bên này này cơ. Vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Thép Vida KOA, tinh thần thép. Em cũng lận đận lắm. Lận đận. Dạ em có hai đời. Trải qua một mối tình yêu nhau và quen nhau được 6 tháng rồi đi đến hôn nhân luôn. Ở với nhau 6 năm mà không có con á, mình chủ động chia tay với anh ấy. Em không cần đòi hỏi gì hết, em chỉ cần cái người bạn đi cùng em. Tại vì nhìn mẫu lý tưởng thì người Việt Nam phụ nữ nào cũng thích, đó là cao to, cho con đẹp trai. Có cao có to. Em không muốn có con nữa ấy. Kiểu như là cái cuộc sống độc thân với cả là tự do tự tại của mình nó quen rồi. Anh cũng không biết nói gì nên nói chung là anh sẽ cố gắng chinh phục được em. Aquaceline, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Mời nhà trai. Rồi, mời anh ngồi ạ. Mời nhà gái. Chào cô gái, mời cô gái ngồi. Rồi, bây giờ mời nhà trai giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Đây dạ, chị Ngọc Lan. Em tên Lâm Quốc Đẳng, năm nay 46 tuổi. Dạ, em làm kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do? Dạ. Kinh doanh về gì em? Em mua bán hủ tiếu, mì thịt tiệm đồ dạ. À dạ. Bán ở đâu? Em bán ở Liên Lương anh. Là hôm chung với những người bạn mở cái quán mì thịt tiệm ở Liên Lương. Rồi quê mình ở đâu hay là ở từ quê em ở Sài Gòn luôn. Ở Gò Vấp luôn. Dạ. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em xin chào anh em chị Quyền Linh và chị Ngọc Lan dạ. Cùng toàn thể khán giả có mặt ở chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Thùy. Em sinh năm 1982. Hiện nay em đang làm công việc là nhân viên văn phòng. Dạ, mình đang sinh sống ở đâu vậy chị Thùy? Hiện tại bây giờ em đang sinh sống ở Đồng Nai. Dạ. Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi em trai. Dạ, điểm mạnh của em thì chia sẻ trong cái công việc chuyên viên hàng ngày, trong gia đình giữ con. Việc gì có thể làm được hết. Dạ. Em giúp đỡ người khác khi người ta khó khăn cái gì đó, em làm từ thiện. Rồi, tốt. Đi chùa, dạ. Còn cái điểm yếu của em thì có cái gì bức xúc là nói ra liền, chứ không để mà để cho ngậm ngùi để mà lâu nó bùng phát. Em dấu, nói ra liền nữa. Là phải tự giải quyết liền. Ừ. Dạ. Rồi. Dạ, cái điểm yếu của em đây. Mời nhà gái. Mình có ưu điểm khuyết điểm gì hả chị? Em có ưu điểm mạnh của em là người nói chung là cũng chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm việc và cũng hòa đồng với bạn bè, vui vẻ và cũng có một tí hài hước. Điểm yếu thì nói chung là cũng đôi lúc là cũng có tính có một tí cố chấp và cũng nóng nảy và có một cái tật xấu là hay ngủ nướng mà ngủ rất là nhiều luôn đấy. Dạ. Với hai nữa là cũng thường xuyên xem phim, mà tật xấu xem phim mà phim hay hoặc là phim trai đẹp là xem đến xuyên đêm luôn. Đó là có những cái tật xấu coi hết thì tôi coi bao giờ hết phim rồi. Không, đó là mình tận hưởng đó chị, không sao cả. Và mốt kiếm người về coi chung còn vui nữa. Cũng mong thế. Dạ. Bên đây ta đi nấu nướng bán buôn hoàng về ta cũng muốn xem phim lắm á. Đúng rồi. Rồi, bây giờ thì mình cho bên nhà gái biết là đường tình duyên mình sao nè em trai. Dạ. Đường tình duyên em nó cũng lận đận anh. Lận đận. Dạ, em có hai đời. Hai đời vợ hả? Dạ, đời vợ trước thì có đứa con 5 tuổi thì bà xã không hay bị mất. Sau em cặp cái cô đó thì năm 2006 tới bây giờ luôn thì thôi. Do là mâu thuẫn gia đình, hai cái quan điểm khác nhau. Rồi coi như không hợp nhau đi. Dạ, không hợp. Mình có một đứa con đầu thôi. Dạ, đứa con đầu con gái là 23 tuổi. Còn ngốc sau này là 15 tuổi. Nhưng mà không có đứa nào ở với em á. Đứa con gái thì nó có nhà ổn định riêng, nó ở riêng rồi. À. Còn thằng con trai thì nó ở với mẹ nó.
em vẫn chu cấp bình thường. Là em ở con mình với dạ, bà già thôi. Dạ. Rồi, bên nhà gái đã nghe sơ sơ về lý lịch của chàng nhà trai rồi. Bây giờ nhà gái của mình đường tình duyên như thế nào, mình nói cho nhà trai biết đi. Dạ, đường tình duyên của em thì em trải qua một mối tình yêu nhau và quen nhau được 6 tháng rồi đi đến hôn nhân luôn. Thì hai vợ chồng nói chung là sống với nhau cũng không có vấn đề gì. Chỉ có mỗi cái là sống với nhau được khoảng 6 năm. Thì mình không ở với nhau 6 năm mà không có con á. Thế cho nên là mình cảm thấy là áp lực từ gia đình hai bên nó cũng nhiều. Với cả anh ấy lại là con trưởng con một nữa, cho nên là bắt buộc phải có cháu. Vì thế cho nên là mình chủ động chia tay với anh ấy để cho anh ấy là có thể là tự do và tìm một người mới, có thể là sinh con đẻ cái anh ấy được. Trời ơi, 2016 là bắt đầu chia tay ly thân, và đến 2021 thì mới bắt đầu dẫn đến ly hôn. Thì anh ấy đây đã có gia đình và có con thì mình mới quyết định là ly hôn với anh ấy. Thì ly hôn xong thì sống từ đấy giờ là sống độc thân như thế, không quen biết ai. Với hai nữa là mình cũng làm việc trong cái môi trường gọi là ít tiếp xúc với cả con trai ấy. Cuộc sống kiểu nói chung là cảm giác nó kiểu cứ độc thân như thế, hơi buồn. Trời ơi, cô gái xinh đẹp thế này mà sống buồn quá nha. Buồn quá. À, sống một mình rất là buồn luôn. À, bên đây cô gái rất là xinh luôn á nha. Dạ. À, ở một mình đó. Bây giờ nè, em muốn tìm một người yêu thế nào, em diễn tả xem có thể giống cô này không? Em không cần đòi hỏi gì hết. Ừ. Em chỉ cần cái người bạn đi cùng em vậy thôi. Vậy thôi hả? Dạ. Đơn giản vậy ha. Rồi. Thật ra anh cũng đã trải qua hai đời vợ rồi. Đúng rồi. Bây giờ anh cũng đâu có mong cầu cái gì nữa. Nhưng mà giờ em gái mới quan trọng nè. Đúng rồi, khó đó. Em muốn tìm một người thế nào? Nói chung là em bây giờ muốn tìm một người là hiểu em, quan tâm em. Những vấn đề khác em không để ý. Hiểu thì chắc em sẽ có kinh nghiệm để hiểu ha. Dạ. Quan tâm chắc có kinh nghiệm rồi. Dạ. Cố gắng lên tùy theo em thôi. Bây giờ chị nói cụ thể đi, là chị muốn có một cái người bạn trai ngoại hình như thế nào, cái hình mẫu lý tưởng như thế nào để em chạy qua bển em coi coi nó có giống không. Nói chung hình mẫu lý tưởng thì người phụ nữ nào cũng thích, nói chung là cao to, cao to đẹp trai. Có cao có to. Em chào anh. Đó. Chào em. Dạ. Qua coi đi. Cao to chị ơi. Nhà trai tôi mặn mòi lắm à, phong trần chắc lắm mà. Á. Trời ơi, nấu dê chín, nấu bò tiêu đó. Ở bếp mà nấu ăn bán đồ ăn nữa mà. Rồi cái gì nữa không chị? Thích gì nữa? Một cái thích đấy là thích được nghề nấu cơm, nấu đồ ăn cho. Trời ơi, khỏi lo, mình đây nấu tới cái gì luôn. Ăn sáng, ăn phở, chiều ăn mì vịt tiềm, ăn hoài luôn. Không lo gì hết. Rồi chị có điều gì không thích không? Có điều không thích là mong cái người con trai đấy đừng có gia trưởng rồi là bảo thủ cố chấp quá, nhường nhịn phụ nữ tí. Người con gái bên em nhẹ nhàng, dịu dàng lắm, hay lắm. Anh có gia trưởng không? Không, anh người Nam mà, đâu gia trưởng, anh sống hòa đồng mà. Dạ. Có thể giữ con, gu con luôn nữa. Được á. Đó, ngon lành. Chị ơi, bên đây cũng được lắm chị ơi. Chị có cái số phận không được may mắn lắm thôi. Đúng rồi. Lần đần thôi. Có lẽ là không may mắn là để hai anh chị ngày hôm nay gặp nhau đó. Mình đi với ai vậy em gái? Dạ, em đi với cả em trai em và một cô bé đồng nghiệp làm cùng em ạ. Em xin chào anh Tuyền Linh, cùng chị Ngọc Lan. Em chào anh. Em là em trai của chị Thùy. Em nhìn anh thì anh trải qua hai mối tình, hai đời vợ á. Thì em nhìn anh là thứ nhất là chắc chắn về chuyện gia đình thì anh là ok rồi. Anh cùng là một cái goal của em, muốn làm đầu bếp á. Chị của em cũng có thể nấu ăn được ngon. Thì em thấy anh cũng là ok rồi. À, cùng muốn làm đầu bếp luôn. Được á. Anh để em trai là kết hợp được á. Cảm ơn em. Rồi, nhà trai mình đi với ai vậy? Đi với hai bé gái, cháu gái. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan và mọi người ở trường quay. Con thấy cô này sao, nói cho cậu nghe đi. Thì con thấy cô là một người xinh đẹp, dịu dàng, toát lên một cái vẻ là rất là chăm lo cho gia đình. Nếu như mà hợp với cậu con á, con nghĩ là hai người sẽ rất là đẹp. Rồi, ok. Cảm ơn cô gái. Mở rào. Bây giờ hai người bắt đầu trò chuyện đi nha, để xem sao. Trời ơi. Anh có món quà này, tuy nó xấu nhưng mà trong lòng rất là đẹp. Tại vì anh tặng cho em mực ong để uống để giữ gìn sức khỏe. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh ạ.
tặng anh cây may mắn và mong là nó sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho anh ạ. Cái chuyện là anh lúc nào cũng giữ nó. Dạ. Thì anh lỡ mình em. Dạ. Em nhận xét người đàn ông như thế nào khi mà chắc nghĩa là đã đổ vỡ hai lần? Cái này em cũng khó nhận xét, tại vì nói thật anh là em cũng va vấp ít chứ cũng chưa được nhiều. Tại vì nói chung là anh cũng mong không may mắn gì đường tình duyên. Dạ. Anh cũng muốn tìm người phụ nữ nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Đôi lúc anh cũng sợ. Dạ. Thế giờ anh mới hỏi em điều đó. Dạ. Em cũng giống anh thôi. Tại vì là cùng hoàn cảnh nên mình hiểu được. Tại vì mình đã đổ vỡ một lần rồi thì mình sẽ cảm giác rất là sợ. Vì thế cho nên là mình cứ sống trong môi trường nó độc thân nó mãi anh như thế thì mình rất là sợ. Tại vì theo quan niệm của anh là anh có một cái nguyên tắc. Dạ. Tức là trong cái mối quan hệ nếu mình sống chung với nhau á, dạ, có một cái nội quy riêng, tức nghĩa là có cho dù gây lộn cấp mấy không bao giờ ra khỏi nhà trong lúc 11 giờ ở trong nhà, muốn nằm đâu nằm. Dạ. Tức nghĩa là hai người đang giận nhau đúng không? Dạ. Anh muốn nằm đâu nằm, nhưng mà đi đâu đi cũng phải 11 giờ về trong nhà, ngủ trong nhà. Dạ. Chứ không bao giờ đi qua đêm kiếm cớ đi nhậu hay cái gì đó, không biết là em có thấy anh khó chịu hay không. Dạ không, tại vì em, con người em thì cũng ít khi tụ tập lắm, ít khi tụ tập bạn bè. Còn mà anh có một cái khúc mắc gì là anh nói thẳng ra, nói hết rồi thôi, hai đứa cùng nhau và để mà chia sẻ trong cuộc sống. Bây giờ mình ngồi ghế đi, ngồi ghế còn nói chuyện lâu xíu. Bây giờ mình bàn nhau cái chuyện con cái đi. Nói chung là về phần con cái ấy, thì em là người nghĩ cũng thoáng. Tại vì thứ nhất là trước đây thì em cái thời giai đoạn mà ở chung với nhau nó muộn con thì em mới là rất là cần. Nhưng mà đến lúc là sau đấy là em ly hôn rồi và sống độc thân mãi đến thời điểm bây giờ. Tự nhiên nói quá quá thì tự nhiên em cảm thấy em không muốn có con nữa ấy. Kiểu như là cái cuộc sống độc thân với cả là tự do tự tại của mình nó quen rồi. Cho nên ví dụ như mà anh và em có đến được với nhau, chẳng hạn có đến được với nhau ấy, thì về phần con cái thì em cũng không quan trọng. Dạ. Tức là em nói em sống tự do nó quen rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh muốn tìm hiểu em, nó có ràng buộc có cái gì đó không? Tại vì em nói em sống tự do nó quen rồi. Dạ, em sống tự do nó quen rồi. Nhưng mà ví dụ như là anh yêu cầu một vấn đề gì đấy thì em phải xem cái vấn đề đấy, xem là em có, ví dụ em có đáp ứng được không chẳng hạn hay như thế nào đó. Tại vì em cũng nói thật với anh là em đồng quen nhau. Em tự do nó quen rồi nên em cảm giác cuộc sống nó tự do tự tại ấy. Nhưng mà đợt vừa rồi mọi người cũng khuyên ấy là nên cho mình một cái cơ hội để tìm hiểu thêm một lần nữa. Ấy cho nên là em mới quyết định là đăng ký tham gia chương trình thì xem mình có cái may mắn đấy không. Tại vì cái số của em từ trước đến giờ là hình như là nó không may mắn về cái đường tình duyên với con cái sao á. Anh cũng may mắn nhưng mà em cứ nên nghĩ không có đường nào bế tắc á. Chẳng qua là mình không chọn đúng con đường thôi. Dạ. Anh sẽ mang lại những gì cho em cần thiết nhất trong cuộc sống. Rồi, bây giờ em trai bước tới nắm tay em gái đi. Mình cảm nhận như thế nào, mình có thể hát tặng em gái một bài ha, hay là làm cái gì đó. Anh có tài gì ngoài ca hát không? Ví dụ như em đang chống mặt đầu, anh có thể xoa bóp cho em đó. Trời ơi, đó mình thể hiện tài năng của mình liền. Giàu quá. Ví dụ đột quỵ á, bấm nhẹ nhẹ thôi nha, có gì tôi cũng chịu trách nhiệm nha, tại run quá. Rồi cái bài này là để trị liệu dễ gì anh? Chống đột quỵ chị. Dạ. Nên là mình xoa bên mũi, mình xoa bên mũi với lại hai cái giấy tay. Dạ. Mỗi buổi sáng mỗi trước khi đi ngủ em pha cái ly nước ấm, bỏ mực ong vô, bỏ miếng chanh vô. Mỗi buổi tối em đi ngủ, sáng em chỉ uống vậy. Lọc cái nhất là lọc cơ thể, cái hai là nó có oxy trong máu, nó bơm lên não, nó không có bị. Còn nếu cảm thấy mà mình suy nghĩ mà nó trong đầu mình nó quần quần, em cứ vuốt ra, vuốt trong vòng 5 phút. Dạ. Rồi xoa hai cái lỗ tai, tự nhiên người em nó sáng lại. Dạ, mắt em mới sáng lại. Dạ. Thôi mấy cái này mai mốt anh về anh làm cho chị luôn. Dạ. Mình cảm giác người đối diện sao rồi? Sự rung động. Hồi hộp. Nói chung là từ hôm qua giờ em ngủ không được. Nhưng không mà được. Khi anh gặp cô gái này, anh có rung động hay không? Cũng hơi hồi hộp chút xíu. Nói chuyện nó hơi rung rung. Thật ra cô gái này đó rất là xinh nha. Cô đã sống tự do và sống khép mình, tránh khỏi đàn ông nó xa lắm rồi. Bởi vì em mới sợ điều đó. Đó. Nhưng nếu chúng ta chinh phục được, chúng ta biết quyệt bấm, bấm cái hết bệnh liền. Anh bấm thẳng vô trái tim cho em. Quan trọng là biết bấm quyệt hay không thôi. Bây giờ là bước tới thế nào đâu. Nào, đứng lên làm gái. Bàn tay nắm lấy bàn tay. Rồi, muốn làm gì làm, muốn nói gì nói đi. Anh cũng không biết nói gì nữa. Nói chung là anh sẽ cố gắng.
chinh phục được em. Hát một bài nào đó. Em hát nhạc buồn không ạ? Kệ. Nếu biển không có sóng, biển đâu còn dài khờ. Nếu đây không gió lòng, thì tóc em đâu có bồng bềnh. Hát chưa? Dạ, hát rồi đó. Thôi mời hai anh chị về chỗ đi. Về chỗ nè. À, thật ra ca hát nó cũng chỉ là một chút để chúng ta gọi là vui, để đem cảm xúc cho nhau thôi. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến quyết định bằng chính trái tim của mình. Kiểm tra lại một lần nữa đi, lắng lòng mình lại. Mình lớn rồi, mình suy nghĩ cho chín chắn và quyết định cho đúng lúc. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng chị, chúc mừng anh chị. Chúc mừng nha. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau nào. Anh chị nắm tay nhau đi. Xen tay vào nhau cho nó tình cảm nào. Đây nóng quá. Đã đến lúc chúng ta hãy lan tỏa tình yêu với nhau. Đã đến lúc hãy chăm sóc với nhau, quan tâm lẫn nhau, để cuộc đời nó đỡ lẻ loi. Em gái nha, cảm giác giờ làm sao nè? Lung quá. Lung hả? Bây giờ đặt nụ hôn đầu tiên với người đối diện cho anh. Chúc anh chị hạnh phúc nha. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho anh chị. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Nhãn hàng Aquacilin xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquacilin lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquacilin lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày, cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo, thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách, mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cầu mong là hai anh chị sẽ nhanh chóng nhận được phần quà này nha. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speed Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chị lấy món quà của bạn gái tặng. Hãy chăm sóc cái cây đó cho nó lớn theo tình yêu của mình. Chúc mừng anh chị. Chúc mừng chương trình. Dạ, cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình. Dạ, em mời anh chị đi đường này. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã chứng kiến hai cặp đôi, họ đã đều bấm nút hẹn hò với nhau. Chúc phúc cho họ. Hôm nay là một ngày rất vui đúng không quý vị? Và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Aquacilin lăn khử mùi không mùi đến từ châu Âu thuộc dược phẩm Vinza, và nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng tài trợ cho chương trình. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.